bị ekip vô trách nhiệm bỏ mặc giữa sân khấu, nam ca sĩ khiếm thị nói gì? Vào ngày 29 tháng 5, cư dân mạng bỗng chia sẻ rầm rộ một đoạn clip trình diễn của nam ca sĩ khiếm thị Tiêu Hoàng Kỳ tại một trường đại học. Theo những gì video chia sẻ, nam ca sĩ không quay mặt về phía trước như lẽ thông thường mà lại quay lưng với khán giả, đối mặt với sân khấu. Vì lẽ đó mà hầu hết khán giả tỏ thái độ bất bình với ekip chương trình. Nhiều người chỉ trích rằng ekip hôm ấy đã không làm tròn trách nhiệm của mình, bỏ mặc nam ca sĩ loay hoay dẫn đến việc anh đứng sai vị trí. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1976 đã kịp thời lên tiếng minh oan cho ekip. Anh chàng khẳng định rằng sự việc đó không phải lỗi lầm của nhân viên. Thực ra ban đầu trợ lý đã đưa tôi lên đúng vị trí nhưng khán giả ngày hôm đó cổ vũ rất nhiệt tình, khiến tôi phán đoán sai hướng. Tôi còn tưởng khán giả có mặt ở cả bốn phía nên mới tùy ý đứng như vậy. Là tôi đã gây ra sự hiểu lầm này, các bạn nhân viên không làm gì sai cả. Trợ lý có lên hẳn sân khấu và nhắc tôi rằng khán giả đang đứng ở hướng ngược lại. Thế nhưng địa điểm biểu diễn nhỏ mà âm lượng do khán giả tạo ra lại rất lớn nên tôi cũng không nghe rõ lời trợ lý nói. Tôi chỉ tập trung vào phần biểu diễn của mình mà thôi. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong những màn trình diễn sau này và chuẩn bị thật kỹ trước khi lên sân khấu.